Châu xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả ơi, ngày hôm nay chúng ta lại được vào bếp và gặp gỡ với cô Diệu Thảo. Mà cứ hễ gặp cô Thảo, câu trước câu sau là em lại phải có chuyện nhờ cô Thảo rồi. Trời, chưa gì mà nghe than thở dữ vậy. Thì em biết là cũng hơi kỳ, nhưng mà ngoài cô Thảo ra không ai giải quyết được hết đó. Chuyện gì mà rắc rối dữ vậy à? Chả là bữa trước á, nhà em có một cái bữa tiệc nhỏ. Thì cái chuyện xảy ra cũng có tí tẹo teo à, nhưng mà nó cũng hơi bị khó xử. Là đồ ăn dư quá trời luôn cô Thảo ơi. Nào là mấy cái món dư mà thí dụ như là cá, tôm, mực hay cái gì đó thì mình có thể giải quyết liền được. Nhưng mà những cái món như là răm bông, chả lụa, rồi thịt bò, rồi có khi là salad, rồi rau củ, em không biết giải quyết sao hết trơn á. Tất nhiên đó không phải là cái chuyện khó xử của mình Minh Châu đâu, mà rất nhiều người khi mà chế biến món ăn, làm thức ăn thì chúng ta thường hay gặp tình trạng này. Ngay cả đầu bếp giống như là cô đây, thỉnh thoảng vẫn phải làm mỗi cuộc giải phóng tất cả những cái thực phẩm còn thừa ở trong tủ lạnh. Do đó ngày hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho Minh Châu và quý vị khán giả một món, đó là món salad tự chọn. Để thực hiện món salad tự chọn thì chúng ta cần sử dụng một bút salad nè, một trái dưa leo, 3 trái cà chua chín đỏ, khoảng 200g thịt bò mềm, 50g răm bông, 50g phô mai cứng, một ít dưa chuột non đã ngâm chua, mà 2 trái trứng gà luộc, một ít hành tím băm, mù tạt vàng, các loại gia vị thông thường, hạt nêm aji ngon và giấm gạo Lisa. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ cắt những cái nguyên liệu này cho phù hợp. Cô sẽ cắt dưa leo trước nha. Dạ. À mà em thấy ở đây có một cái dĩa dưa leo ngâm chua phải không cô? Minh Châu nhớ lưu ý là khi chọn dưa chuột non thì chúng ta chọn những cái trái dưa chuột non có cái màu vàng như thế này nè. Thì mới ngon, đó là cái màu tự nhiên của cái món muối chua. Rồi, dưa leo sau khi mà em cắt khúc ra xong rồi, chúng ta sẽ khoét bỏ phần ruột và chúng ta sẽ cắt sợi như thế này. Đối với cà chua, Minh Châu cắt ra làm tư và chúng ta cũng bỏ hạt đi. Dạ. Mình cũng cắt sợi cho bằng với dưa leo phải không cô? Đúng rồi. Phô mai cứng nè và răm bông chúng ta cũng sẽ sắc sợi. Dưa chuột non chúng ta cũng sẽ sắc sợi nha. Dạ. Phần salad này thì chúng ta sẽ tách ra thành từng lá và chúng ta sẽ rửa cho thật sạch. Chúng ta sẽ cắt ra thành sợi như thế này. Bây giờ thì các thứ mình đã cắt xong hết rồi, đến phần trứng này Châu sẽ làm như thế này. Để đây, chúng ta ấn xuống một cái để chia nó ra làm 6 phần. Thịt bò chúng ta sẽ cắt ra thành những cái miếng dày khoảng 1cm. Chúng ta sẽ dùng búa và đập cái miếng thịt bò này ra để cho thịt bò mềm. Rồi chúng ta đập đều hai mặt phải không? Minh Châu giúp cho cô cái này nha. Dạ. Rồi em đập hết cái phần thịt bò này. Chúng ta sẽ lần lượt ướp vào trong thịt bò này khoảng 2 muỗng canh dầu ăn, nửa muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Trộn đều tất cả những cái gia vị này với lại thịt bò. Và chúng ta sẽ để khoảng chừng 10 phút để cho thịt bò thấm gia vị. Dạ. Bây giờ thì các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bò chúng ta cũng đã ướp gia vị, các nguyên liệu còn lại chúng ta cũng đã cắt vừa ăn. Chỉ còn có giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn chúng ta làm sốt. Đầu tiên chúng ta sẽ cho vào đây khoảng 1 muỗng canh củ hành tím băm nhuyễn, khoảng 1 muỗng canh mù tạt vàng, cho vào 1 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon và nửa muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng cà phê muối. Và để cho có hương vị đặc trưng của món salad thì bao giờ cũng phải sẽ có thêm 3 muỗng canh giấm gạo Lisa. Và bây giờ thì Minh Châu giúp cô sẽ cho dầu ăn vào từ từ và chúng ta cho vào khoảng chừng 1/3 chén dầu. Cô ơi, sao mà cô không cho dầu vô cùng một lúc luôn, mình cho từ từ như vậy chi vậy cô? Chúng ta phải cho dầu vào từ từ để tạo nên độ mịn và béo cho món sốt. Quý vị khán giả đừng quên điều này nha, khi làm sốt cho món salad tự chọn, quý vị cho dầu vào từ từ thôi, như vậy vừa tạo được độ sánh, độ mịn cho sốt, mà sốt rất béo và rất ngon nữa. Và bây giờ sốt thì cũng đã sẵn sàng rồi, tất cả các nguyên liệu chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Rồi, dầu đã nóng già rồi, chúng ta sẽ cho thịt bò vào. Thịt bò rất là mau chín đúng không cô? Thịt bò rất là mau chín, thành ra bây giờ Minh Châu giúp cho cô là Minh Châu sẽ dùng cái kẹp gấp và chúng ta sẽ trở miếng thịt bò. Khi mà miếng thịt bò vàng mặt bên này thì chúng ta trở sang mặt còn lại để cho miếng thịt bò vàng đều cả hai mặt. Bây giờ thì Minh Châu trổ cái tài khéo léo của mình thử xem cái dĩa làm sao xếp cho thật đẹp nha. Còn bây giờ thì cô sẽ cắt phần thịt bò ra. Cô sẽ giúp cho Minh Châu cho nó nhanh. Đó, Minh Châu sửa lại một chút thôi. Rồi. Rồi như vậy sau khi mà chúng ta đã bày ra một cái dĩa salad tự chọn thật đẹp như thế này rồi
thì mình đã có thể thưởng thức. Có hai cách thưởng thức. Cách thứ nhất á, là chúng ta lấy ngay một cái chén và một đôi đũa, tự chọn những cái thứ nào mà mình thích, sau đó rưới sốt vào, trộn đều. Cách thứ hai nữa là chúng ta rưới một ít sốt lên trên sẵn, để cho khi thực khách dùng ăn á, thì đã có những cái vị chua ngọt vừa phải của cái sốt này rồi. Rồi, bây giờ Minh Châu thử thưởng thức đi. Dạ, em được quyền tự chọn phải không cô? Đúng rồi, tự chọn mà. Thế em chọn thịt bò nè, em chọn cà chua nè. Có cái vị chua chua rất là đặc biệt của giấm gạo Lisa nè. Tất cả mọi thứ rất là hài hòa, mà em thích nhất là em có quyền chọn những loại rau củ mà em thích. Các bạn biết không, đúng như Minh Châu nhận xét, đây là một món ăn cân bằng dinh dưỡng và sẽ là một lựa chọn rất tốt cho quý vị cho bữa cơm gia đình hàng ngày. Quý vị hãy thử thực hiện món salad tự chọn này nha. Minh Châu tin là quý vị sẽ thích. Và quý vị cũng đừng quên là chương trình rất mong được nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị cũng như là những chia sẻ của quý vị để chương trình ngày một tốt hơn qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai hoặc là số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto. Bây giờ thì Minh Châu và cô Diệu Thảo xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Nhớ thường xuyên theo dõi chương trình quý vị nhé.